học chơi tiếp chơi. xúc nha. Sang năm năm cái lúc học là lúc vui nhất. Đúng rồi anh. Ừ. Lúc học là lúc vui nhất. Không, sướng nhất đấy chứ. Không tính toán gì. Em lúc đi học đi học trung trường thôi rồi luôn ấy. Bố mẹ gửi tiền. Không phải gửi, đi làm vẫn vui. À, đi làm bạn vẫn bè vui. Vẫn dễ thương lắm. Dạ. Không giống như ra ngoài đâu. Ra ngoài đi kiếm tiền nó khác. Còn bây giờ sinh viên làm với nhau là giống như kiểu đang còn kiểu sinh viên học trò thôi à, mình làm thêm thôi. Vẫn vui hơn. Còn bây giờ là đi kiếm tiền là không có tiền là nhịn. Thời sinh viên có thể nói một tí cũng chả sao. Sinh viên ăn mì tôm cửa đáng ấy anh. Anh thì không bị. Anh đi làm phải 50 ngàn một ngày, dễ thì anh đói được. À, 50 ngàn một ngày hả anh? Một cái đầu của anh mà 50 ngàn một ngày anh đã ra luôn rồi. À. À, muốn mua nhà được luôn đấy chứ. Ngu với nhậu. À, trời ơi. Năm thứ hai là anh đã kiếm một mấy tháng mà anh kiếm 60 triệu. Năm thứ hai là anh mới 2001 đấy. À. Trời ơi, đấy mà anh mua nhà trên này là ngon rồi. Ngon canh đào thôi. Thì đâu có phải dễ gì gặp được em nữa. Lúc đó cần gì gặp nữa. Nhưng nhiều tiền mà đâu có đại gia. Đại gia bất động sản rồi. Rồi em không phải nhìn nghiệm. Bất động sản rồi. Đúng là con người ta phải nắm bắt cơ hội anh nhỉ. Thằng em, anh gặp thằng em. Nó mới 2007 này, sau nó mở công ty này, bây giờ nó giàu lắm. Xe đi mấy tỷ, nhà mấy chục tỷ. Trời ơi. Bất động sản học cái kiểu gì không nhớ bất động sản ngày xưa mà mua đất bây giờ mà bán lại được là tiền nhiều quá trời luôn đấy anh. Thật ra làm cái đám có mấy thiếu con nhưng mà tính ra cái hồi xưa của anh mà mua đất thì bây giờ anh bán lại cái chuyện gì chị hồi xưa nói gì nữa, hồi xưa bạn gì nếu mà biết thì anh biết xin thì đất chuyện... à. Xin ở dưới quê xin được mà nói chuyện mà cười. Bây giờ nhà cho có mấy mét là nhiều tiền, không như ngày xưa cho mấy mẫu. Ôi xin đất là sao anh? Ở dưới quê xin đất hả? Ờ, dưới quê anh ngày xưa là nhà người ta ở nông trường nó lúc mới thể nó còn cho. Ở đâu anh? Ở đâu? Bạc Liêu. À, à là còn xin đất được. Ừ, còn xin được. Chú em phát đất cho anh, còn người xin phải đi phát. Người ta cho, người ta kêu lấy mà ai không lấy thì thôi. À. Cho nhà anh là cho một lần 10 mẫu.